Thằng kia mày có ăn đi không? Mở kênh thời sự lên. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuộc diện nghèo, thiếu vắng tình thương của cha, nhưng em Đinh Xuân Anh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên học giỏi, đạt nhiều thành tích. Đấy mày xem con nhà người ta đấy, bằng tuổi mày đấy, vừa nghèo vừa hoàn cảnh mà nó vẫn học giỏi được đấy. Mày xem lại mày đi. Ôi giời ơi, nói ngay đâu xa, cái thằng Tôm con nhà ông Tép nhà bên cạnh kia kìa, bằng tuổi mày đấy, năm nào cũng học sinh giỏi toàn diện nhá, bằng khen cứ gọi là treo đầy nhà. Cái thằng ăn hại. Thôi chúng mày ăn đi, có mỗi thằng con suốt ngày chửi nó. Đấy bố xem đấy, ông Tép bố thằng Tôm bằng tuổi bố nhá, chủ tịch xã, sáng nào thằng Tôm đi học cũng cho tiền ăn sáng luôn nhá. Còn mẹ nữa, nói ngay đâu xa, bà béo ở đối diện nhà mình như này, bằng tuổi mẹ luôn, tổng giám đốc công ty to nhất cái huyện này luôn nha. Còn bà nữa, ô bà có nói cái gì đâu, bà còng ở cuối xóm nhà mình như này, bằng tuổi bà đấy, nghèo từ lâu rồi, sao bà vẫn còn sống.